đồ lân mới lấy về luôn nha các bạn. Bữa nay khai trương đám đầu tiên luôn. Chút xíu mình sẽ quay mấy anh em mình múa bản đầu này nha. Này đang ở trong Vĩnh Hòa Hưng Bắc của Gò Quao nha các bạn. Rồi chút xíu nữa mấy anh em mình đưa lại nhà màu của anh Đẳng. Mấy bạn thấy xa xa không? Anh Đẳng là nhà màu. Nơi xa xa đó là khu nhà màu nha các bạn. Đây là khung cảnh trước đám tang nha. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, cùng bà con của bản cần xa và gia đình tại huyện. Dạ vâng, vừa là nói đầu tiên chúng ta thay mặt lực lượng công tác cho Liên Hưng. Anh đây xin chúc mừng của gia đình tại huyện về lời là kính con người. Dạ, ông bà ta xin có câu nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng phong phù kính sông cha, nắng mưa là chuyện của trời, sanh lão hoàng tử là chuyện của người trần gian. Quy trần gian cũng như mây hộp ngồi phát, trần gian chỉ là nơi cõi tạm của các trọi dừng chân. Mai đây ta về làm con của Đức Phật. Dạ xin ký thì tử quy, xin ly thì tử biệt. Hôm nay nơi gia đình Tam Quyến có sự mất mát đau thương của người chồng, người cha, người ông đã gây đi mãi mãi kể từ đây. Rồi một lần nữa chúng cháu thay mặt lực lượng công tác chạy hòm Liên Hưng đến đây xin chia buồn của gia đình Tam Quyến và xin thắp lên ba nén hương để cầu chúc cho vong linh cụ ông phiêu diêu về cõi quỷ vực. Dạ qua hôm nay chúng cháu được sự điều động của dịch vụ quan tác cho hội Liên Hương đến đây xin chia buồn của gia đình. Và được sự chấp thuận bên gia đình, chúng cháu đến đây có biểu diễn đánh một lớp pháo hoàng để tiễn đưa linh cụ ông về nang ngày cuối cùng. Và ngựa chạy đường dài còn dốc, và tới lúc chúng cháu biểu diễn có điều kiện sơ sót, mong các cấp chính quyền địa phương sở tại cùng bà con của bác đằng xa qua gia đình tăng quyến niệm tình cái lỗi bỏ qua cho chúng cháu. Nghĩ mà giao dạ một lớp pháo hoàng của chúng cháu xin quét Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái máu này rồi. Gọi ai gọi ai. Quá à, chán dữ. Hả chưa? Cái mặt anh này hài quá các bạn ơi. Dạ mày sợ chưa? Chưa mày đứng gì mày? Lúc nào cũng thấy cừ vậy vậy. Trời ơi trời đánh rồi. Lúc trước đánh anh mập đó không à. Cái này đánh anh này đổi rồi. Đổi người. Thôi gì nữa. Nghe quýnh đá chưa? Quýnh đá nữa. Quýnh đá nữa. Quýnh xuống đi. Nghe thôi. Nói với mày làm gì? Lên đi hai cái thằng, lên đi hai thằng của năm 300 mấy chục ngàn à. Mình nên tao đi còn mấy thằng kia đứng dòng xe. Ủa đâu lên luôn. Tao quét quét mày đưa đi tao đi. Rồi ủa sao chiến này đổi vai rồi. Anh Mập nghỉ chơi nghỉ đóng rồi. Cắn thư rồi. Một chiếc này anh Mập này đóng rồi các bạn. Ông ơi, ông nợ giùm con cái này đi ông. Trời cái này tin giả mà. Mời ông ra đây. Giả không? Ông nằm lên thử. Bây giờ nhậu vô thấy mũ không à. Mẹ anh ơi, mẹ anh gì vậy? Chắc chắc giùm em cái gì? Tay cái em đi thôi, ông về dưới luôn đó mẹ anh ơi. Cái gì vậy mấy cha? Dạ sợ chưa? Hey! Năm cái lưng nó vuột sao mày? Năm cái quần lại chắc ăn. Cái bụng trắng quá ha. Ồ, ông này chiếc này mở không ta? Ông kia lậu nè. Mày biết cái này? Cái gì vậy mày? Trời ơi, trời thích con để ra mày. Thôi, quay 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 quay. Mày nghĩ sao nó mà chở dân mày? Dạ dạ đúng rồi. Anh ơi, anh ngờ giùm em cái này với anh. Dạ dạ cảm ơn. Bây giờ muốn đặt đâu đặt cái mày? Đặt ở đây. Đặt ở đâu? Đặt lưng quần hả? Chú không đeo đặt lưng quần. Trời ơi, cái chính cái này đặt không nha trời. Đặt cái kia không sao đâu. Đặt xuống. Đặt xuống lần nữa. Chết thì chết. Nhẹo lại lời chân chối còn đi không? Còn bà con cô bác ơi. Nãy giờ bà con cô bác cũng thấy vậy đó. Nó đánh con cho gì đó. Bà con cô bác cứ thương tình ủng hộ cho cháu già 3,000 lẻ, cháu mua vàng làm thuốc uống.
còn nhiều nữa cháu đi xe gì chứ đánh cháu chịu hết nổi rồi bà con cô bác anh. Cái đây anh mặc này là đóng ở dây này, chiếc này bị trọng thương rồi, không có thể nào đóng được, đổi với dây vậy. Rồi thở kìa. Dây! Đóng tiền chưa ai vậy mày? Con biết à? Con mà. Alo. Đóng cho tiền mày. Chú ơi, con cảm ơn chú ơi. Mày cho nó tiền làm gì vậy mày? Để nhẹ nhẹ ông cậu ơi, để mạnh quá xì bỏ tùm lum hết trơn á. Nhẹ nhẹ nhẹ. Tự tính nó nhẹ cho. Lũng chỗ kia thì mày nói lớn mày để nhẹ không quay đây chị không phải trước khi chết nhạo là trong chối chủ nhà hàng liên thân không cô chủ nhà hàng ơi tai nạn nghề nghiệp lỡ có gì cho con xin cái hộp đi ra ông con nằm chấm đi nha cô. Một, hai, ba. Còn miếng dán thì đập luôn. Rồi xin phá được kìa. Ơi mày, ơi chết thiệt chưa mày, chết tiền tao xài cho mày ơi. Thôi rồi chào. Bị xuống bờ đây mày. We'll be right back.
gà máy này đang mở dây ra nè. Sợ mày quá rồi đó. Một xíu nữa mở cửa mở. Giống cha con chứ mẹ. Rồi chuẩn bị xong luôn rồi.